Chào mừng anh em đã đến với tiết mục phá xe của người nông dân. Đây là cái bánh răng ở trong hộp số xe tôi. Thì mỗi lần vô số 2 chạy thì nó sẽ kêu tạch 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 là vì cái răng sún ở đây. Thì thực sự khi mà nó sún á thì anh em cứ mài cho nó sạch sẽ thôi, chạy thì vẫn được, nhưng mà nó kêu không vấn đề gì cả. Còn không muốn kêu thì thay cái nhông khác. Cái bánh nhông này cũng dễ mua và cũng không có đắt lắm. Còn mua ở đâu, giá cả bao nhiêu thì anh em vào trong hội min Việt Nam á, có 2 hội min Việt Nam, hội nào cũng được, anh em bán đồ trong đó nhiều lắm, thuận mua vừa bán thôi, chứ tôi cũng không có biết cái này là giá bao nhiêu nữa. Có thể là mấy chục nghìn, có thể là mấy trăm nghìn, hoặc là có thể là không lấy tiền. À, bây giờ mình sẽ gắn cái đống mùi mùi này vô ha. Thì hai cái trục này thì nó sẽ có là một cái trục thứ cấp và một cái trục sơ cấp. Mình quên mẹ nó tên của hai cái trục này rồi, nhưng mà thôi kệ bà nó. Thì cái trục này là cái trục để gắn cái nồi vào đây rồi, và nó có hai cái bánh răng, có cái rãnh để gắn cái càng cua vào. Đó. Thì hai bánh răng này là một cái to và một cái nhỏ. Anh em cũng chẳng cần phải để ý thứ tự gì đâu, chỉ cần để ý cái điểm duy nhất là nó có cái rãnh khuyết ở đây nè, để nó ăn vào trong cái chấu số. Đấy. Đó. Cái này, cái bánh răng to này nó không có cái rãnh khuyết, nó có nhưng mà nó không có sâu, thì nó sẽ không có ăn được vào, không ăn được vào hết cái chấu số thì gắn vô không được đâu, chứ đừng nói chạy. Đó, anh em để ý cái rãnh khuyết này nè, đó cái rãnh khuyết đó, đó rồi gắn nó vô. Rồi tiếp theo nữa là cái bánh răng có cái trục để gắn cái nhông tải vào. Xong một trục. Đó. Thì khi cần khi anh em vào số thì các nhông số nó sẽ chạy qua chạy lại như thế này. Rồi một trục nha. Trục tiếp theo là cái trục ở dưới, cái trục mà mỗi lần mà gắn cái nắp vô là phải dùng cái lưỡi cưa để đẩy nó lên. Đấy, đẩy nó lên, à đẩy cái đầu này lên. Thì nó sẽ có một cái bánh răng to và một cái bánh răng bự nhất là bánh răng số 1. Thì hai cái bánh răng này nó sẽ ăn vào nhau như thế này. Vừa nhìn màn hình vừa làm nó hơi bị lồng cộng. Đấy. Khi mà anh em gắn ngược lại á, thì nó sẽ cũng không có vào. Đấy. Hoặc gắn như thế này nó cũng không có vào. Hoặc là gắn như thế này nó cũng không có vào. Chỉ có một lối duy nhất là đây. Và như thế thì nó mới truyền động được. Rồi, vào rồi thì làm gì? Xỏ cái trục này vô thôi. Đó, hộp số gắn đơn giản vậy thôi. Khi mà anh em vô số thì nó chỉ có chạy qua chạy lại thế này. Rồi, cái độ rơ của cái nhông này nó sẽ đảm bảo cho cái việc là bánh nhông nó quay và nó không có cọ vào mấy cái phe chặn của bánh nhông. Đấy. Đấy. Rồi thì ở đây mình sẽ tháo cái nắp hộp số ra, mình gắn vô cho anh em luôn nó dễ, chứ ngồi mà làm trên cái máy cũng lười lắm, tháo luôn cái nồi ra làm biếng lắm. Rồi thì hai cái trục này nó sẽ ăn với nhau như thế nào, dễ hả? Cái nhỏ vô cái to vô cái nhỏ. Đấy. Thì thứ tự nó sẽ nằm như thế này, một cục trên, một cục dưới. Đó, thứ tự nó sẽ nằm như thế này, một cục trên, một cục dưới thôi. Rồi, mình chọt cái bửng này vô. Đó. Thế là vô. Ê,
thế thôi. Rồi cái càng cua gánh như thế nào thì mình cũng gánh luôn cho anh em dễ hình dung ha. Có thể có điều gì đó sai sót, sai sót thì nó sẽ không vào đâu. Thôi bây giờ mình gánh đại đi. Đây, hai càng. Rồi, xọt cái này vô. Gánh đúng nó mới vào, gánh sai nó không có vào đâu. Đây, đây là khi mà mình gánh sai sẽ không có xỏ vào cái lỗ được. Cái lỗ nó nằm ở trên này. Rồi, giờ mình thử đổi lại hai cái này. Thực sự cái gánh càng cua này á, thì mình cũng đã hướng dẫn ở trong cái hộp số, cái clip hộp số rồi. Cái nào nằm đâu, cái nào nằm đâu rồi đó. Khi mà anh em gắn nó đúng thì nó sẽ vào thôi đó. Thì hai cái chấu này nó sẽ ăn vô cái mạch chia số của ở trong hộp số. Hay nói hộp số đơn giản vậy. Cái hoạt động của các bánh răng trong hộp số thì tôi cũng không có dám chắc đây là đúng. Thì ai cũng có cái sai mà. Nếu có gì đó thì anh em cứ góp ý. Và tôi cũng đã thử nó nhiều lần rồi, thử đi thử lại, thử tới thử lui. Và đây là cách hoạt động của các bánh răng trong hộp số. Số 0. Số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Nếu anh em muốn biết thêm về những cái bệnh của xe min hoặc là cách tự sửa chữa rồi thay thế thì còn chờ gì nữa, đăng ký cái kênh YouTube của tôi đi. Ở đó tôi chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái tôi học được và những cái trải nghiệm của tôi với cái con quái vật Minsk. Thế thôi, chứ ở đây không có buôn xe hay là bán phụ tùng gì cả.